Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 221. Cô thần cha hề vip ba cha hề yá ma năng sang yô cha năng sắp ba mát tích kha mê yá tăng na ma ru pas min asat cha ma năng akin cha năng na nu pa tan ti tuk kha. Cô thần cha hề vip ba cha hề yá ma năng sang yô cha năng sắp ba mát tích kha mê yá tăng na ma ru pas min asat cha ma năng akin cha năng na nu pat tan ti duk kha. Bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc khổ, không theo vô sân của hòa thượng Thích Minh Châu. Khổ thân cha ni vim pa cha hề ya ma nắng sang yu cha nâng sam pa ma tin kha me ya tăng na ma ru pas min asan cha ma nâng a kin cha nâng na nu pa tan thi duk kha. Cô thân cha hê vip ba cha hê ya ma nắng sang yô cha nâng sam ba ma tin kha mê ya tăng na ma ru pas min a san cha ma nắng a kin cha nâng na nu pa tan thi duk kha. Bước qua phẫn nộ ngã kiêu, cắt lìa ràng buộc, kết neo phận đời, danh tâm sắc tướng xa rời, khổ nào theo được gót người vô sân của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Sa thư lần thầy tín à. Giảng biết cô tu nữ tuệ duyên à. Quảng Thành có chiếc máy không thấy giơ tay. Dạ cô tu nữ tuệ duyên có chiếc máy không ạ? À? Đường truyền có ổn định không? Bây giờ Quảng Thành nữa. À, thấy Quảng Thành giơ tay cho số bằng thấy lên giơ tay kể này. Dạ mời kính mời cô tu nữ tuệ duyên Quảng Thành sao? À, mời Quảng Thành trước đi nha. Là con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức và đại đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 221. Dạ con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bóc bài. Cô thằng cha hề whip ba cha hầy ram mà nằng sằng rồ cha nằng sắp ba ma tít ca mầy ra tằng nà ma rù ba bát mình a sách cha mà nằng a kình cha nằng nà nu ba tần ti đúc kha. Cô thằng cha hề whip ba cha hề ra mà nằng sằng rồ cha nằng sắp ba ma tích ca mầy ra tằng nà ma rù bát mình a sách cha mà nằng a kình cha nằng nà nu ba tằn ti đúc khà. Bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc khổ, không theo vô sân. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Cô thắng cha hê huyệt ba cha hay ra ma năng
sang ro cha năng sập ba ma ti kha mây ya tăng na ma ru bát minh a sanh cha ma năng a kính cha năng na nu ba tan ti đúng kha cô thắng cha hê quyệp ba cha hê ra ma năng sằng rô cha năng sập ba ma tích ca mây gia tăng na ma ru bạt minh a sách cha ma năng a kính cha năng na nô ba tăn ti đúng ca bước qua phẫn nộ ngã kiêu cắt lìa ràng buộc kết neo phận đời danh tâm sách tướng xa rời khổ nào theo được gót người vô sân. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin gửi lại mic cho chú Quát Thanh Á. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, đại đức Tịnh Đạt. Dạ, con xin được phép ôn bài 220 câu 221. Cảm ơn chú Vát Thanh Á. Con xin phép được đọc bài ạ. Cô thằng cha hề với ba cha hay gia mà năng sang yo cha năng sắp pha ma ti tích ca mây ya tăng na ma ru bát mình a sa cha ma năng a kinh cha năng na nu pa tan ti đúc kha cô thằng cha hề quý pa cha hề ya ma năng sang cho yo cha năng sắp ba ma tích ca mây ya tăng na ma ru bát mình a sa cha ma năng a kinh cha năng na nhà na nu pa tan ti đúc kha bỏ phẫn nộ ly mạn vượt qua mọi kiếp sử không chấp trước danh sắc khổ không theo vô sân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bước qua phẫn nộ ngã kiêu cắt lìa ra kết sắc tướng xa rời khổ nào theo được gót người vô sân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin phép được kệ. Cô thăng cha hê vi pa cha hay ya ma năng sang yo cha năng sa pa ma ti ka mây ya tăng na ma ru pa minh a sa cha ma tăng a kênh cha năng nha u nu pa tan ti du kha cô thăng cha hê vi pa cha hay ya ma năng sang yo cha năng sắp ba ma ki ba ma ti ca mây ya tăng ma tăng na ma ru bát minh a sa cha ma năng a kinh cha năng na tu nu pa tan ti du kha bỏ phẫn nộ ly mạn vượt qua mọi kết sự không chấp trước danh sắc khổ không nao vô sân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bước qua phẫn nộ ngã kiêu cắt lìa ràng buộc kết neo phận đời danh tâm sắc tướng xa rời khổ nào theo được gót người vô sân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin phép được mời một vị khác ạ. Dạ. Sa thú. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức,
Kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạo giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 221. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Cô thân cha hê quý ba cha hay gia ma năng sang vô cha năng sa ba ma tích ca mê gia tăng na ma ru ba si min a sa cha ma năng a kinh cha năng nu pa tan ti đục khang cô thăng cha hê vi ba cha hay ya ma năng sang vô cha năng sa ba ma tích ca mây ya tăng na ma ru ba si min a sa cha ma năng a tinh cha năng na po na nu ba tan ti đốt kha bỏ phẫn nộ ly mạng vượt qua mọi kiết sử không chấp trước danh sắc khổ không theo vô sân. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bước qua phẫn nộ ngã kiêu cắt lìa ràng buộc kết neo phận đời danh tâm sắc tướng xa rời khổ nào theo được gót người vô sân. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thầy Duyên đã kể kinh Pháp Cú xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của huynh Quách Thanh Á. Sa thu lành thầy cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ chư đại Đức Tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu châu rùm. Dạ con xin được kể kinh Pháp Cú số 221. Khổ thân cha hê vì ba cha hay ya ma năng sang yo cha năng sa ba ma ti ca mây ya tang na ma ru pa si min a cha cha ma năng a kin cha năng na nu pa tan ti duk kha bỏ phẫn nộ ly tha li bỏ phẫn nộ ly mạng vượt qua mọi kiết sử không chấp trước danh sắc khổ không theo vô sân. Bản dịch ngài Minh Châu. Bước qua phẫn nộ ngã kiêu cắt lìa ràng buộc kết neo phận đời danh tâm sắc tướng xa rời khổ nào theo được gót người vô sân. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Gia con xin được sống mic. Dạ, kính chào cô tu nữ Như Pháp với mic Nhật Huỳnh. Dạ Tana xin được nhường mic lại cho cô, kính mời cô. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Bác Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ cảm ơn cô Đàm Đồng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ. Như Pháp kính chào Quỳnh Quách Thanh Á, mến chào Thi An Lạc, kính chào Quỳnh Bỏ, mến chào cô Hoàng Nguyệt, mến chào cô Sẵn Đồng, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Nguyễn Mặn, mến chào Châu Phan, kính chào ai cứu em đó, mến chào Thi Nam, kính chào Ngạo Sát, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào có Thiên Lạc, kính chào họ nhà Gấu, mến chào Quang Thanh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Quang Thanh cho Như Pháp biết được tín hiệu.
Và sa thú đành thay chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phân ôn bài pháp của kinh số 221. Như pháp kính cảm ơn quý anh cô tu nữ Tuệ Duyên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ ôn bài 221. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay, dạ cảm ơn Quynh Pháp Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Ta Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Ta Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú Ta Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc hoa, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa, ngữ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 222. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiến hóa. Dạ, trước khi con dâng bích đến sư, sư đọc BM của con bạch sư. Dạ. À, con hành kính nhân mít đến đại đức Tịnh Đạt ạ. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ. Con kính lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, là ngày thuyết giảng thường kỳ của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nhưng do hôm nay chúng ta Tuệ Quyền có việc bận, cho nên nhờ Tịnh Đạt thay thế giảng câu pháp cú ngày hôm nay. Và cũng như là ngày thứ sáu tới thì Tịnh Đạt sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quay trở lại với diễn đàn để giảng câu kệ ngôn pháp cú vào ngày thứ sáu, thay cho ngày của Tịnh Đạt. Dạ. Cô Nhật Quỳnh đây, sư đang online trên cái không phải trên máy tính đó, cho nên gửi qua không được. Cô Nhật mình cố gắng copy phần bên PM bên Zalo giùm sư nha, cái nội dung của câu pháp cú ngày hôm nay đó. Dạ, quý vị có còn nghe âm thanh tốt không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4.
Dạ. Dạ, quý vị quan hỷ nếu có cái chi chậm chậm trễ thì quý vị cho tình đạt hay. Dạ, xa thủ. Bây giờ các quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu vào cái buổi học ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sankhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 222, phẩm phẫn nộ khô tháo quốc giá. Câu kệ ngôn số 222, phẩm phẫn nộ khô tháo quốc giá. Các quý vị nào câu số 222. Yu ve oppati kang ko thang ra thang phan tang wa wa ra ye tamahang sara thing brumi rasmika ho itaro jano yu ve oppati tang ko thang ra thang phan tăng wa wa ra ye tamahang sara thing brumi rasamika ho itaro chano. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Ai người chặn được tâm sân như dừng ngăn lại xe lăn trượt bờ, đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ di cương. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Trên Đá Chính Thân. Quả vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã sanh khởi, tở như cỗ xe đã bị chao đảo, ta gọi người ấy là vị sa phu, còn người nào khác chỉ là kẻ vịnh cương hờ. Nhà Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 222 này. Yo ve oppati tang ko thang. Yo ve oppati tang ko thang. Yo là người nào.
vô người nào về quả quả thật quả vậy. Upatitang đã được phát sanh, đã được phát sanh. Hay là sanh khởi, phát sanh hay là sanh khởi. Cô thân là sự phẫn nộ, cô thân sự phẫn nộ. Cô thân sự phẫn nộ. Câu kế tiếp là ra thân phan tăng quá và ra dê. Ra thân phan tăng quá và ra dê. Ra thân là cổ xe. Ra thân cổ xe hay là chiếc xe đó. Thân tăng thân tăng ở trong cái từ của ngài bên trong dịch là đăng lăng, hoặc là cái từ ở trong của ngài chánh tăng thì dùng là lăn tròn hay là chao đảo, tức là bánh xe đang di chuyển đó. Phan tăng lăn tròn. Phan tăng cộng với ý vá. Chữ vá đó chúng ta hiểu là chữ ý vá được tỉnh lược. Tợ như. Rất thăng là cổ xe ha. Rất thăng cổ xe, phan tăng lăn tròn. Ý vá tợ như. Qua rất dê. Ngăn chặn hay là ngăn chặn dùng cái từ này, động từ này chế ngự ngăn chặn cái bánh xe hay là cái sự phẫn nộ, nó giống như vậy. Ngăn chặn. Câu thứ ba. Ta ma hang sa ra thinh pro mi. Ta ma hang sa ra thinh pro mi. Ta ma hang tách ra từ ghép. Tách ra là tăng a hăng. Tăng là người ấy. A hăng là ta. Sa-ra-thinh là người đánh xe. Sa-phu đó, người đánh xe. Phu-mí có nghĩa là gọi. Phu-mí có nghĩa là gọi. Câu thứ tư, câu cuối cùng. Rasamika ho itaro chano.
Rasamit Gaho. Từ ghép chúng ta tách ra đó là Rasami cộng với lại Gaho, Gaha. Rasami Gaho. Rasami là dây cương và Gaha đó là nắm vịnh, nắm hay là vịnh. Itaro, Chano, Itaro là người nào khác, Chano là người, Itaro là khác, Chano là người. Itaro khác, Chano người. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú ở số 222. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú ở số 122 có nội dung như sau. Yô vê ốc ba tì tăng cô thăng ra thăng phan tăng vá vá ra dê ta mà hăng xa ra thịnh rù mi ra sa mi ga hô y ta rô cha nô. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp hỗ trợ postpile. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái duyên sự dẫn đến Đức Phật Ngài nói lên câu kệ ngôn pháp cú này. Và đây thì chúng ta đang học tìm hiểu những câu kệ ngôn pháp cú có nội dung liên quan nói về phẫn nộ, và đặc biệt nói về những cái tác hại cũng như là những cái khía cạnh khác nhau của phẫn nộ, của cái sự sân hận. Câu kệ ngôn pháp cú số 222 được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài an ngự tại tháp Akalawa, đề cập đến một cái vị tỳ khưu. Và cái nội dung của duyên sự này thì cũng là cái nội dung liên quan đến một cái điều luật của các vị tỳ kheo, các vị tỳ khưu. Khi mà Đức Phật Ngài không có cho phép các vị tỳ khưu chặt đốn các cái cây xanh, thì câu chuyện bắt đầu là Chư Tăng được phép nhận sự cúng dường liêu thất của các người cư sĩ và tự mình xây cất lấy ở những cái nơi khác nhau trong khu rừng, ngoài cái khuôn viên chùa mà các thí chủ dân cúng. Một cái vị tỳ khưu ở cái xứ Alavi đó đã tự mình tìm cho một cái chú sứ thích hợp, và khi mà tìm được cái nơi thanh vắng ưa thích đó, thì vị này đã tiến hành để mà dọn dẹp cũng như là đi tìm chặt những cái cây để làm những cái cột, những cái đòn tay để mà xây dựng cái liêu cốc, cái chú xứ cho riêng mình. Và thưa quý vị rằng cái cây mà cái vị tỳ khưu đó nhắm đến đó
có một cái vị thiên nữ cùng với đứa con của mình đang trú ngụ. À, do vì rằng cái vị tỳ khưu này không có cái khả năng để mà nhìn thấy, cho nên rất là thoải mái để mà chọn cho mình những cái cành cây, những cái cây chặt về làm liêu khóc. Thì cái vị thiên nữ này cảm thấy cái trú xứ của mình đang bị tổn hại và có nguy cơ đó là mất đi cái trú xứ, trú ngụ. Cho nên thiên nữ đã cố gắng để mà báo cho cái vị tỳ khưu biết rằng đây là cái trú xứ riêng. Xin vị tỳ khưu đó đừng có chặt phá. Và cho dù rằng có cái sự khuyên can, nhưng vị tỳ khưu đó vẫn không có ngưng lại cái việc mà cố gắng đem những cái cành cây mang về. Với cái sự vô tình để mà chặt phá, để chặt những cái cành cây đem về đó, thì vị tỳ khưu này vô tình đã gây thương tích đến đứa con trai của cái vị thiên nữ đó. Yeah. Thì ngay trong lúc đó, trước tiên là cái sự giận dữ, bực tức khi mà bị người khác phá cái trú xứ của mình, và kế tiếp đó là cái sự giận dữ khi mà đứa con trai của mình bị tổn thương. Cho nên cái vị thiên nữ này phải nói rằng rất là kiềm chế. Vì ngay lập tức vị thiên nữ này muốn ra tay để mà sát hại cái người đang phá trú xứ của mình và làm hại đến đứa con trai của mình. Nhưng may mắn thay, cái vị thiên nữ này đã kiềm chế, kiểm soát được cái sự nóng nảy đó. Vị thiên nữ này nghĩ rằng nếu như ta ra tay sát hại cái vị tỳ khưu này sẽ là cái tiền đề. Sau này những cái vị chư thiên khác nghĩ rằng trước đây đã có cái sự cố này xảy ra, thì sau này sự cố này sẽ tiếp tục lặp lại và gây hại đến những cái vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật, và cũng như là tạo những cái ác nghiệp đến với những vị có giới, phẩm hạnh của giới đức. Và không may nếu mà phạm đến các cái vị thánh tăng A-la-hán thì phải nói rằng là một cái ác nghiệp rất là to lớn, rất là nặng nề. Chính vì có cái sự đắn đo suy nghĩ như vậy đó, thì cái vị thiên nữ này đã dừng lại, đã kiểm soát được cái tâm sân của mình, cái sự nóng giận của mình, và đi đến để mách cho Đức Phật về cái sự cố trên. Cái Đức Phật này nghe xong thì Ngài đã rất là tán thán cái việc mà vị thiên nữ dùng cái trí tuệ, dùng cái sự xem xét có trước có sau của mình để ngăn cái việc làm ác, để kiềm chế cái tâm sân, không có bị tâm sân xâm chiếm và gây ra những cái hậu quả không nên có. Thì Đức Phật Ngài đã ngợi khen cái việc mà vị thiên nữ này kiểm soát được cái tâm sân đó bằng cái câu kệ ngôn mà chúng ta đang học ngày hôm nay, câu số 222: ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờn. Sau khi Đức Phật Ngài có những cái lời sách tấn cũng như là
tán thán cái việc làm của cái vị thiên nữ một cách đúng mực, không ra tay, không nói lời thô tục, không hành động khi tâm mình đang sân hận, mà đi đến để mà trình bày cho Đức Phật đã chặn đứng những cái ác nghiệp không nên có. Nếu như lỡ tay sát hại một cái vị tỳ khưu có giới đức, có phẩm hạnh. Bởi vì lúc đó thì Đức Phật ngày chưa cấm chế giới luật là các vị tỳ kheo nên và được chặt những cái cây xanh, không nên được, không nên chặt các cái cây xanh. Thì sau cái lời sách tấn đó, cái lời tán thán đó, vị thiên nữ này đã chứng được quả được rồi. Tuy nhiên thì cái vị thiên nữ này vẫn có cái sự buồn bã, bởi vì do mình là mất cái trú xứ, không còn cái nơi nào nương gá, thì lúc đó Đức Phật ngài đã cho một cái trú xứ mới, ngài chỉ định cho một cái gốc cây khác. Và nhân cái sự việc xảy ra, Đức Phật ngài đã cấm chế cái giới luật liên quan đến cái việc mà vị tỳ kheo không được phép chặt đốn những cái cây xanh. Thì đó là cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 222 mà chúng ta đang học. Nói về cái việc mà tâm sân hận có thể là cái tiền đề cho một cái bạo lực xảy ra, là cái nguyên nhân dẫn đến ẩu đả, xích mích, sức mẻ tình cảm và dẫn đến chia cắt. Ở trong đời sống của mình đó, thì thưa quý vị rằng chúng ta đối mặt và thường xuyên bị tâm sân chế ngự ở những mức độ khác nhau. Tâm sân như ngày hôm trước Tịnh Đạt cũng có trình bày, nó ở rất là nhiều cái khía cạnh, cũng như là rất là nhiều cái cách thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ đơn giản nhất á, chúng ta có thể nhìn thấy cái tâm sân của mình á. Thật ra thì chúng ta thấy tâm sân của mình rất là thường khi, lúc nào cũng có một con muỗi đốt mình, mình cũng có sự khó chịu. Cái sự khó chịu đúng cũng là cái tâm sân, cũng là cái sự sân hận. Sân hận nó dẫn đến là khi con muỗi hay là con côn trùng nó đốt mình, lập tức một cái phản xạ tự nhiên của cái sự khó chịu là cố gắng làm sao một cách nhanh nhất để mà ngăn cái sự khó chịu nó tiếp tục. Như là con muỗi đang đốt mình đó, thì đang chích đó, là mình phản xạ là đập giết chết liền. Hoặc là con kiến là mình lập tức mình ra tay để mà mình ngăn nó lại. Còn như cái người có cái sự luyện tập thường xuyên, khi mà có cái cảm giác ngứa ngáy ở trên cơ thể, nhất là những cái vị trí nằm sau lưng, nằm sau ó, nằm ở những cái nơi mà mình không có lấy mắt nhìn thấy được đó, thì tập tức cái phản xạ của mình là mình sẽ sợ nguy hiểm. Mình sợ nguy hiểm thì mình lập tức mình dùng tay mình chụp lấy, hoặc là dùng cái vật dụng khăn hay là y áo gì đó mình sẽ phủi đi. Thì cái đó là cái sự khó chịu rất là tế nhị của tâm sân. Còn như trong cái cuộc sống của mình, nhất là những vị nào có con cháu, những đứa bé còn nhỏ đó, những đứa
đứa bé còn nhỏ đó, chúng ta dạy dỗ mà nó không nghe lời đó, là có nhiều cái, nhiều khi chúng ta bực lắm. Thì bực nó cũng là cái tâm sân thôi. Mặc dù là mình muốn tốt cho nó, mình muốn cho nó nghe lời, mình muốn cho nó ngoan, nhưng mà cái muốn nó không được thì trở thành nó là cái sự tâm sân, cái sự bực bội, khó chịu. Nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở cái sự bực bội, khó chịu thì dường như là cũng không có chuyện gì to tát nó xảy ra. Nó chỉ là cái sự khó chịu bị kiềm chế hoặc đè nén ở trong tâm mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta bộc phát nó ra thành lời nói hay là ra hành động thì phải nói là tác hại của cái nguyên nhân bực bội khó chịu nó sẽ gây ra một sự cố ngoài ý muốn. Cho nên trong cái việc mà phát hiện cũng như là ngăn chặn cái tâm sân á, cái sự khó chịu bực bội là một cả một quá trình nỗ lực, là một cái công phu để mà tu tập. Quý vị đừng thấy rằng ở trong cái đời sống của mình á, mình nhẹ nhàng, mình từ ái, hay là những người xung quanh của mình á, hiền lành, không có chửi, không có mắng, không có đánh đập ai, thì người đó ít sân hận. Thật ra những người đó cũng có cái sự là ít, do rằng cái người đó không có cái khuynh hướng bạo lực. Tuy nhiên điều đó nó cũng không có mang ý nghĩa đó là người đó không có cái sự khó chịu. Gặp mà những người ít nói lầm lì, thưa quý vị, nhiều khi họ cái sự sân hận cáo bực ở trong người đó, mà có phương pháp để mà thoát, giải thoát, để mà không tỏa phóng cái năng lượng xấu nó ra ngoài đó, thì nhiều khi nó trở thành một cái gì đó nhồi nén, và khi nó bộc phát nó thì không có cái gì thì mà cứu chữa được. Giống như là cái chiếc lò xo bị nén rất là chặt. Cái điều này một cái điều rất là nguy hiểm, khi mà một cái người tìm hiểu về Phật Pháp, tìm hiểu về tâm lý, mà chúng ta biết rằng sự bực tức, sự khó chịu hay là cái sự bộc phát ra thành lời nói, hành động đó, nó là điều xấu. Cho nên cố gắng để mà kìm nén. Cái việc cố gắng kìm nén đó, nó chỉ tạo một cái hình thức tốt đẹp bên ngoài ngay trong cái lúc đó mà thôi. Giận ai không chịu nói để trong lòng đó, mà nhiều khi cái giận đó nó không có đáng, mà mình để trong lòng tức là mình đang nuôi nó. Một khi cái tâm sân khó chịu đó nó đủ lớn thì nó dẫn đến những cái hành động không thể nào tưởng tượng được. Có thể đó là phá những cái tài sản của cái người mình ghét, có thể đó là hãm hại thương trường, có thể đó là cướp bóc, có thể đó là ẩu đả, sát hại lẫn nhau. Mà cái tâm sân hận mới, chúng ta phải tìm hiểu cho thật kỹ. Để chi? Cái người học Phật Pháp, cái người biết đạo lý, cái người biết giáo lý đó, nó khác với những cái người không có cái dịp để mà tìm hiểu đó. Là chúng ta kiềm chế cái tâm sân và biết loại bỏ, không cho nó lớn mạnh. Cái tâm sân hận nó bắt nguồn cái sự bực bội, mà giống như Tịnh Đạt vừa thí dụ đó, cái sự bực bội khó chịu nó xuất phát từ đâu, thưa quý vị? Nó xuất phát từ cái sự việc đó là mong muốn cho được
đẹp, hay là những người cầu toàn đó mong muốn nhiều mọi điều như ý mình muốn. Mà điều như ý mình muốn là sao? Là cái sự tham lam, cái sự mong cầu, nó dẫn đến khi bất tội nguyện, muốn mà không được thì nó sinh ra là bực tức khó chịu. Bực tức khó chịu. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng á, ở trong bất cứ trường hợp nào mà chúng ta cảm thấy khó chịu, bực bội, thì cái phương pháp mà chúng ta có thể kiềm chế ngay tức, và khi mình nó bình tĩnh trở lại, nó quân bình trở lại, thì chúng ta mới xem xét về cái hậu quả. Nếu như chúng ta không kịp mà trấn an, giống như trường hợp của vị thiên nữ, nếu như cái vị thiên nữ này không có kịp mà dùng cái trí tuệ, dùng cái sự bình tĩnh để mà trấn an cái tâm sân hận của mình đó, thì phải nói rằng vị thiên nữ này đã tạo một cái ác nghiệp rất là to lớn, rất là nặng nề. Và qua cái bài học này đó, thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm cũng như là một cái tấm gương. Dùng cái trí tuệ, dùng cái hiểu biết của mình để mà suy xét. Sau khi chúng ta bình tĩnh trở lại rồi, chúng ta sẽ suy xét rằng cái hậu quả nếu như chúng ta không kịp đè nén, kiểm soát cái tâm sân của mình, nó sẽ dẫn đến cái sự là bộc phát ra lời nói thô tục. Và quý vị biết thì ở trong cuộc đời này không ai chịu thua ai. Nếu như chúng ta bộc phát ra lời nói một, mắng chửi một, thì lập tức sẽ bị đáp trả lời hai, lời ba. Nếu chúng ta hành động bằng cách xô đẩy thì lập tức sẽ có cái sự ẩu đả, dẫn đến cái sự sát thương. Khi mà nhiều lần, nhiều trường hợp mà chúng ta cứ áp dụng cái việc đó là kiểm soát, và khi bình tĩnh trở lại, chúng ta suy xét về cái hậu quả của tâm sân, thì dần dần như vậy, thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái nội lực. Một này càng ngày càng lớn đó, càng ngày càng thâm hậu đó, thì với những cái tình huống khó khăn, người khác lỗi đối với mình, thì mình vẫn có khả năng để mà kiểm soát, để mà bình tĩnh. Cái việc này nó không phải nó dựa trên cái người xuất gia hay người tại gia cư sĩ. Có nhiều người là tại gia cư sĩ, có nhiều người đời họ sống rất là hay. Họ sống một cách rất là thông cảm và họ rất là từ tốn. Nhiều khi cái người xuất gia lại không làm được như vậy. Đó, nó không có phải dựa trên cái bề mặt hình thức, mà là dựa vào trên cái thực tế, cái sự bình tĩnh của một con người. Mà từ đâu mà ra cái việc đó, thưa quý vị, là sự thực tập thường xuyên. Khi chúng ta khó chịu bởi thời tiết, khi chúng ta bị khó chịu bởi những cái con côn trùng đốt, khi chúng ta bực bội khó chịu với những cái ngoài ý muốn, mà chúng ta cố gắng để mà bình tĩnh lại, cố gắng để mà không cho bộc phát cái tâm sân nó kéo dài, không cho bộc phát ra lời nói thô tục, không cho bộc phát ra cái hành động quấy rối, thì lúc đó chúng ta đang thực tập và đang nuôi dưỡng cái cách để mà chúng ta có thể ứng xử
Bởi vì ở trong cái cuộc sống của mình có nhiều cái tình huống rất là tình cờ, rất là bất ngờ xảy ra. Giống như là có nhiều cái trường hợp mà mình đi tham gia giao thông, đi xe ngoài đường. Quý vị thấy ở trên những cái thời sự hay là báo chí, hay là những cái video mà người ta quay lại đó, có cái sự va chạm rất là nhỏ mà ngoài ý muốn, giống như là dừng đèn đỏ, phanh không kịp, hoặc là sơ ý để mà va chạm. Nhưng mà có những cái tình huống đó là hai bên đều không có kiềm chế được và xảy ra cái xô xát, dẫn đến đó là xây xước và bị đánh đập. Thì nếu chúng ta rơi vào những trường hợp đó, chúng ta cũng có cái phần trăm rủi ro là phản ứng như là những người đó. Khi mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta xem trên báo chí, chúng ta xem trên thời sự, thì chúng ta cho rằng ồ, sao những người đó lại hành xử như vậy, thiếu văn minh, thiếu kiềm chế, vân vân. Nhưng mà khi mà rơi vào trong trường hợp đó, thưa quý vị, rằng phải nói rằng chúng ta cũng rất là dễ giống như họ. Tình đã có vài lần mà đi xe trên đường đó, xe, nhất là xe gắn máy mà họ rất là ẩu để mà họ tạt đầu xe của mình đó, thì phải nói rằng khó chịu lắm. Nhưng mà hay là những cái xe ban đêm mà những cái xe ngược chiều họ pha đèn ngược chiều đó, làm cho mình không có nhìn thấy rõ đường đó, thì mình rất chịu. Nhưng mà mình hiểu rằng thứ nhất, những người đó là những người đúng là không có ý thức khi mà tham gia giao thông. Bây giờ mình có giận họ đi nữa thì họ cũng như vậy à. Hay là họ quên bật tắt đèn. Khi mình nghĩ như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ lại. Chứ không thôi thì mình giận mà người ta không biết mình giận đâu. Mình khó chịu mà người ta cứ đi qua rồi, thì cái đó mình bị lỗ. Tâm sân hận nó có nhiều cái cấp bậc khác nhau thưa quý vị. Nhiều khi nó tế nhị quá mà mình không có nhận ra. Ở trong cuộc sống của mình càng phát hiện cái phiền não nhiều càng chừng nào đó, thì phải nói rằng cái khả năng tu tập của mình đó, càng cao chừng đó. Quý vị đừng có nghĩ rằng sống ở trong cái cuộc đời bình nhật đó, bình thường đó, mà chúng ta thấy chúng ta phiền não nhiều quá, chúng ta tham nhiều quá, chúng ta sân nhiều quá, chúng ta ngã mạn nhiều quá là sai. Mà ngược lại, càng thấy mình ngã mạn càng nhiều, càng thấy mình sân hận nhiều, càng thấy mình tham lam nhiều, là quý vị đang đi đúng đường. Bởi vì sao? Cái khả năng phát hiện thân tâm mình đang là cái gì đó không phải dễ mà có. Không phải dễ mà có, mà phải qua từng bước để mà phát hiện đó. Quý vị thử để ý, có nhiều cái lúc mà chúng ta quên mình. Nhiều cái lúc mà chúng ta quên mình, tham, khởi lên tâm tham một hồi chúng ta mới phát hiện. Khởi lên cái sự bực bội một hồi chúng ta mới phát hiện. Còn những người mà phát hiện liền tức khắc, phải nói rằng những người đó rất là giỏi, rất là hay. Và sau khi mà phát hiện mà có thể kiểm soát, có thể giữ bình tĩnh được, phải nói rằng cái người đó, nếu là người Phật giáo, đệ tử Phật đó, thì cái người đó phải nói là có cái công phu tu tập rất là tốt. Bởi vì chúng ta nghe thử nhớ lại rằng những cái thời gian mà chúng ta tham gia những cái khóa thiền, hay là đơn giản là chúng ta những cái thời gian chúng ta đi đến chùa đó, quý vị để ý những cái thời gian chúng ta giữ tâm của mình rất là tốt. Nhất là cái việc mà chúng ta tham gia các khóa thiền tuần lễ 10 ngày, 1 tháng đó, thì những cái gọi là khó chịu đến với mình, thời tiết hay là côn trùng hay là vật thực hay là những cái sự vô tình hay không cố ý của người khác làm cho mình khó chịu,
mình xả bỏ rất là lẹ, mình xả bỏ rất là nhanh, mình không có cảm thấy cái gì nó khó khăn hết. Hay là chúng ta đi chùa vào những dịp lễ đó, thì không tránh khỏi những cái sơ suất của ban tổ chức, hay là không có tránh những cái lời nói vô tình hay cố ý của những người khác, nhưng mà chúng ta lại bỏ xả bỏ rất là lẹ và cảm thấy không có cái gì quá nặng nề khó khăn. Nhưng mà ở trong cái cuộc sống thường ngày của mình, ở trong gia đình ấy, trong cái công việc của mình là khó khăn của cái việc mà phát hiện và kiểm soát cái thân tâm. Lý do tại sao? Quý vị phải hiểu lý sao thì chúng ta mới có cái phương pháp của riêng. Chúng ta phải hiểu lý do tại sao mà chúng ta có làm được một số nơi và có không làm được ở một số nơi, một số lúc. Bởi vì mà chúng ta ở trong cái mảnh đất chùa, khi mà chúng ta đang tham gia một khóa thiền thì lúc đó tâm của chúng ta đang tích cực giữ chánh niệm, đang quan hệ với cái những cái phước báo mà chúng ta đang làm. Thì chính vì cái sự phước thiện, tâm thiện và tâm chánh niệm đó, nó hỗ trợ rất là lớn để cho chúng ta có thể kiểm soát được thân tâm. Còn khi mà chúng ta về lại cuộc sống bình thường đó, thì chúng ta không có liên tục khởi lên tâm thiện, như là không có khả năng liên tục thường xuyên khởi lên cái chánh niệm, thì lập tức cái sự sơ hở đó, phiền não nó sẽ bộc phát. Cho nên cái việc mà tu tập kiểm soát thân tâm đối với người cư sĩ nó khó hơn là người xuất gia. Tại sao? Bởi vì các vị thường xuyên đối mặt với nó, đối mặt với những cái phiền não. Và cái khó khăn này Tịnh Đạt không nói là khó khăn để cho quý vị có thêm cái động lực, cái tích cực hơn, mà chúng ta nói rằng đó là những thử thách. Khi mà chúng ta đi tu ở chùa, ở trường thiền, chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng, mặc dù có những cái nghịch cảnh nó xảy ra. Chúng ta cho rằng mình đang có cái sự phát triển, mình đang ngon lành. Nhưng mà chưa đâu. Khi mà về với cái cuộc đời, cuộc sống thực tế, thì chúng ta mới có cái nhận định gần đúng hơn với cái khả năng của mình. Nếu như quý vị mà có cái công việc làm buôn bán, tiếp xúc với nhiều người, nhất là ở ngoài chợ, tiếng ồn ào, rồi bon chen, rồi cãi vã, đối với những cái việc đó xảy ra thường xuyên mà quý vị có thể giữ tâm mà được bình thản, nhẹ nhàng, giống như là khi đang ở trong thiền đường, ở trong chùa, thì lúc đó quý vị phải thật sự là ngon lành. Thì Tịnh Đạt nói rằng đó là những cái thử thách để chúng ta luyện tập. Ở trong chùa thì không có cái thử thách như là quý vị, nhưng có cái phương pháp để mà thực hiện, thực hành khác nhau. Bây giờ không có thử thách lớn đó, thì thử thách nhỏ. Quý vị đừng có nghĩ rằng ở một mình nó sẽ thoải mái và ít có phiền não hơn là ở ngoài chợ. Không đâu thưa quý vị, chúng ta là những cái cá thể, chúng ta là những cái con người có đầy những cái phiền tối, có đầy những cái khó khăn, cản trở, mặc dù một mình. Cho nên tu ở chùa cũng có cái thử thách, và tu ở chợ cũng có những cái thử thách. Khi mà đối với những cái thử thách đó, chúng ta từng bước kiểm soát thân tâm, thì chúng ta đang thực hành giáo pháp đó thưa quý vị. Chúng ta đang tự mình nâng cao cái khả năng để mà kiểm soát thân tâm của mình. Ở trong Tịnh Đạt nhớ rằng ở trong Kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện nói về một cái bà gia chủ tên là Vedehika ở Xá Vệ đó.
Vì bà này rất là nổi tiếng về nhu mì nết hạnh và rất là hiền. Và mọi người đều công nhận cái điều đó. Thì có một cái cô nữ tỳ rất là lém lỉnh, sống chung phục vụ cho bà, thì cũng công nhận bà rất là hiền, rất là mát mẻ, vân vân. Nhiều người ta rất là khen. Thì cái cô nữ tỳ này lém lỉnh, muốn thử nghiệm rằng bà có thật sự là hiền từ mát mẻ như là những cái lời khen ngợi đó hay không. Một buổi sáng nọ như bình thường á, thì người nữ tỳ này phải người hầu này thức dậy rất là sớm để mà chu đáo các cái phận sự, quét dọn trà nước. Nhưng hôm nay thì cô quyết định cố tình thức trễ cho đến khi bà chủ đến tận phòng tận giường để mà kêu dậy á, thì cũng không chịu thức dậy để mà làm cái công việc của mình. Thì lúc đó thưa quý vị rằng bà chủ nhà không còn là bà chủ nhà như trước đó, nết hạnh hiền từ mát mẻ nữa. Bà bực bội, bà khó chịu, bà la mắng, và kể cả là bà đã tát cho cô nữ tỳ này một bạt tạt tay. Thì cái việc đó thật sự ra nó không có cái gì lớn lao. Nhưng mà cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có, nhiều khi chúng ta sống ở trong chùa, chúng ta sống ở những cái trường thiền, tâm chúng ta mát mẻ, vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta đừng có bị, ở dùng cái từ bây giờ là ảo tưởng đó, rằng tâm của chúng ta hết sân hết giận, chúng ta là người mát mẻ. Thật sự ra nó còn rất là vi tế, nó còn nằm ngủ ngầm ở trong đó đó. Mà chúng ta cần phải lúc nào cũng phải đề phòng, lúc nào cũng phải dè chừng. Đừng có dễ vui, đừng có ỷ lại. Bởi vì khi mà chúng ta buông lung ỷ lại nó thì lập tức chúng ta sẽ mất cảnh giác, và chúng ta sẽ bị cái tâm sân khó chịu cũng như các phiền não khác nó chiếm ngự. Cái điều này là cái điều mà chúng ta có thể trắc nghiệm được. Có thể trắc nghiệm được. Giống như là trong cái ngày nào đó, thời tiết là mát mẻ này ha, rồi chúng ta có những cái sức khỏe tốt nè, chúng ta có những cái công việc làm ăn suôn sẻ nè, mỗi buổi sáng ngày đó chúng ta thức dậy, chúng ta cảm thấy con người rất là khỏe khoắn. Thì vô tình ở trong nhà bếp đó, đứa con đứa cháu nào nó làm rớt cái tô cái chén, nghe cái tiếng rớt bể đi, chúng ta cứ rất là bình thường, bể thì thôi, con cẩn thận nó chừng bị đứt tay đứt chân, kiếm đồ hốt đồ gom lại. Nhưng mà bữa nào công việc làm ăn bị thất bát, bị này bị kia, rồi đang trong người đang khó chịu, nhức răng đau bụng nhức đầu, rồi thời tiết thì nóng oi bức, lỡ mà dấp cái gì tiêu sổn sản thôi, đừng nói chi là rớt bể cái tô cái chén. Lúc đó xem coi mình cũng còn cái sự mà nhẹ nhàng đó nữa hay không. Đó, cho nên đó, đối với cái phiền não, đối với những cái, nhất là cái tâm sân hận đó rất rất là dễ bộc phát, thì chúng ta cần phải rất là dè chừng. Mặc dù là những lúc mà chúng ta cảm thấy rất là dễ dàng để vượt qua, nhưng mà chúng ta cũng phải rất là dè chừng. Thì thưa quý vị rằng câu kệ cú số 222 này, đặc biệt Đức Phật ngài ngợi khen đối với vị thiên nữ đã có một cái sự xử lý rất là đạo, kiểm soát được thân tâm bởi bằng cái sự quán xét về nghiệp quả, cũng như là dùng cái trí tuệ của mình để mà ngăn ngừa cái tâm sân nó bộc phát dẫn đến cái hành động xấu ác. Thì đó là một cái tấm gương mà chúng ta cần phải học hỏi và noi theo. Và trong cái đời sống bình thường thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ thêm cho quý vị là chúng ta hãy cẩn trọng từng hành động, từng cái
từng cái tình huống mà hãy cẩn thận để mà giữ gìn, đừng để cho cái phiền não, nhất là cái sự sân hận đó, nó bộc phát. Và quan trọng hơn là chúng ta đừng có nuôi dưỡng đó, nhất là nói đừng có nuôi dưỡng cái sân hận bằng cái sự quan tài lẫn nhau, thì không bao giờ có thể chúng ta có thể là loại trừ cái sân hận được. Nuôi dưỡng cái sân hận hay là nuôi dưỡng bằng cách là quan trái thù ghét, và nó rất là nguy hiểm. Thì qua đây câu kệ ngôn pháp cú số 222 này, Tịnh Đạt cũng xin được chia sẻ với diễn đàn Pháp Cú Kinh. Tịnh Đạt xin được kết thúc tại đây. Chúc sức khỏe chư tăng và cộng thể quý vị luôn luôn được sự an lạc. Cát tường Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ mời này cô công văn trả lại với diễn đàn. Sa thú lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học câu pháp cú số 222 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và không biết sư Tuệ Đức còn trước máy hay không, con kính thỉnh sư Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và sư Tuệ Đức có trước máy, xin cho con một tín hiệu. Và vậy là sư Tuệ Đức không có trước máy. Và con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung. Và con kính dâng mít đến đại đức Tịnh Đạt. Bhavantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhutanu pavena sada soti bhavantu te bhavantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanu pavena sada soti bhavantu te bhavantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghanu pavena sada soti bhavantu te sadhu. Dạ sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh